dần ít được. Hello anh em nha, mới dính con tiểu nha anh em. Con này là đôi rồng, con này kèm dập khá lắm nha anh em, trên tàn kèm khá lắm, nó về tàn trên này nè đó. Rồi mồi mà đắp như cây cà cho anh em. Rồi con mẹo của đêm một vít dịch quá lên cái ổi rồi gà nghe nhận cái bội của mình nha nè nha anh em. Ngoài này thì ngoài nắng không có quay clip của mình quay nha anh em, mới gù được mấy hơi con mẹo nó rút quá để lên rồi gớt cao đó luôn nha anh em. Hai tên này đang xả giò nha anh em. Đây là cu thủ Khánh Cây Dương nha, còn đây là cu khủ Tấn Kinh Chính này. Này con này là con ba cốt của Tấn Khánh Cây Dương lập công nha anh em. Quá nắng sáng giờ hai con nha anh em, đưa con kia lên luôn anh Khánh. Con này thì của anh Tấn lập công nha anh em, sáng giờ mình chưa bắt chính nào chưa. Rồi anh em đón xem một clip nha anh em. Con này tiểu, tiểu kèm dập nha anh em, đôi rồng nha. Rồi mà anh em xem clip, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em.